viên sủi diabetes được nghiên cứu thành công bởi phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Hồng Phương và đã được chứng minh hiệu quả tới hàng ngàn khách hàng sử dụng. Sản phẩm được điều chế với dạng viên sủi hòa tan nhanh trong nước. Diabetes có hiệu quả nhanh hơn so với những dạng uống thông thường. Đặc biệt, chứa thành phần alpha-lipoic acid ALA có tác dụng hiệu quả giúp giảm stress oxy hóa, giảm đề kháng insulin, ngăn chặn và cải thiện biến chứng thần kinh tiểu đường. Tại các quốc gia phát triển, đặc biệt là Đức, từ những thập niên 80 đã sử dụng ALA là thuốc ngăn ngừa biến chứng thần kinh do tiểu đường. Diabetes được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn GMP và được Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Dây chuyền sản xuất, hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại. Viên sủi diabetes được nhiều chuyên gia đánh giá là sản phẩm an toàn, mang đến hiệu quả lâu dài cho người bị tiểu đường, đái tháo đường, rối loạn dung nạp đường huyết. Xin chào các bạn, tôi là Maxine, đại diện đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm Việt Nam chất lượng đến thị trường nước ngoài. Như mọi người đã biết, căn bệnh tiểu đường có tỷ lệ cao không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Chúng tôi đã từng tiếp xúc và làm việc với nhiều nhãn hàng thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị tiểu đường. Nhưng diabetes thực sự đã chinh phục tôi hoàn toàn với công dụng tuyệt vời của nó. Với những thành phần rõ ràng, đặc biệt là alpha lipoic acid kết hợp với các loại thảo dược tự nhiên quý từ đông y gia truyền của Việt Nam, rất an toàn và lành tính. Với bản ký kết thỏa thuận về phân phối diabetes đến thị trường nước ngoài, sản phẩm sẽ được biết đến và tạo uy tín cho chất lượng ngành thực phẩm chức năng Việt Nam nâng cao trên thị trường quốc tế. Tôi tin rằng đây sẽ là một sự hợp tác tốt, một khởi đầu tốt đẹp để mang đến cho người bệnh tiểu đường một giải pháp điều trị hiệu quả, tác dụng lâu dài. Tôi xin chân thành cảm ơn và chúc cho sự hợp tác của chúng ta thành công tốt đẹp. Thưa quý vị, ở phía trên sân khấu của chúng ta thì ông Nguyễn Xuân Đạt, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ SHB, cùng với ông Maxine, đại diện đơn vị phân phối viên sủi diabetes tại nước Đức, đang đặt bút ký kết chính thức phân phối sản phẩm này. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Chúng ta sẽ cùng chúc cho sản phẩm viên sủi diabetes ngày càng vươn xa hơn trên thị trường quốc tế. Xin được cảm ơn rất nhiều và chúng ta sẽ cùng chúc cho sự hợp tác ngày càng phát triển hơn nữa và chúc cho sản phẩm của chúng ta ngày càng đi xa hơn nữa đến thương trường quốc tế ạ. Xin được cảm ơn hai vị đại biểu và một lần nữa xin được cảm ơn quý vị. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.